Vâng, xin chào bác, kính xin chào. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, full carbon với đường nét vân 3D carbon nổi trên khung xe rất là nổi bật. Đây là một mẫu xe carbon đầu tiên về em, full black, rất là đen. Đây, màu những đường vân 3D nổi trên khung xe bác nhìn thấy rất là rõ nét. Màu đen black full luôn, từ khung đến càng đều tông đen của xe. Những đường nét rất là nổi bật, chạm trổ trên khung xe. Và bây giờ xin mời anh đã tổng thể chiếc xe. Vâng, đây là mẫu dòng xe carbon đốt đua bên em mới về. Và cho bác yêu thích những cái màu tông màu tối, màu đen. Đây bác hiểu đánh giá màu sắc của xe rất là nổi. Những cái đường nét khung đường vân vẹn trên đường khung xe, trải dài trên khung xe. Những cái sợi carbon cuốn trên khung xe rất là nổi bật trên khung xe đây, bác nhìn rõ nét đấy. Toàn bộ từ khung càng trên xe đều thể hiện rõ những cái đường vân 3D nổi carbon trên khung xe. Rất sáng và bóng. Bên ngoài sơn xe được phủ lốt một lớp sơn sơn bóng không nhá. Xe đánh giá tổng thể rất là đẹp, trên tầm 85 đến 90% xe. Đây là một mẫu xe carbon bên em mới về, full black. Dành cho những bác ưa thích những tông màu tối, màu đen rất là huyền bí. Đầu tiên em về cái mẫu carbon mà được cái lớp vân 3D, đường vân carbon nổi trên khung được đẹp như vậy, có thể đánh giá xe rất là đẹp. Toàn bộ những cái khung carbon trên hình đó đây, đây là khung lối, những cái đường led tròn bo trên và dưới khung tạo cho cái độ khoảng cách của xe rất là bền và chắc chắn cho những người đạp xe, rất là khỏe xe cũng nhé. Đường vân 3D của vòng vẹn carbon rất là ảo ảnh, huyền bí. Cổ phốt chính hãng của FSA, thương hiệu Mỹ, mảng theo xe. Xe là sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra, rất là cao cấp, trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Shimano Tiagra chính hãng nguyên bản theo xe 10 tầng lip. Và bên trái em được trang bị với cũng là Shimano tầng đĩa của Tiagra nguyên bản theo xe. Đằng trước sử dụng bộ phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra như một chú báo đen. Tem xe là tem xe 3D phản quang, các bác có thể đi tối ánh sáng chiếu vào phản quang lên cái khung xe nhé. Đây là tem phản quang càng carbon chính hãng bản theo xe, cũng là càng carbon cũng đừng vét lên 3D nổi bật trên cái càng của xe. Có một vài vết sức nhỏ trên cái càng đây, bác nhìn rõ đấy. Xe đã qua sử dụng đúng không phải tránh khỏi. Nhưng mà xe tổng thể rất là đẹp bác nhá. Vành nhôm hai lớp A-Class chính xác luôn bản theo xe. Xe sử dụng với bộ lốp trọc rất là mới, vẫn còn cái đường tarum của gai lốp xe vẫn còn nguyên đây, lốp cũng rất là mới nhá các nhá. Kích thước lốp là 700 x 23 c, kích thước lốp cơ bản của dòng xe road đua. Đó thì nhìn thấy đây trên hình đó, đây là một cái mẫu xe dòng carbon đường vân 3D rất là nổi bật đấy. Đầu tiên đây là mẫu carbon của về bên em, nhìn như một chú báo đen vậy, rất là huyền bí. Tôi thích chúng ta thích nhà những cái giao tông màu tối. Ngạt đĩa chính hãng của Shimano Tiagra, chính hãng nguyên bản theo xe. Người chơi được chủ cũ nâng cấp thêm với cái bộ đùi đĩa Shimano 105 Make in Japan các bác nhá. Đây,
đồi đĩa 5.800, đồi đĩa 1.5 của Japan. Của Japan luôn các bác nhá. Shimano 1.5. Đây là người chơi nâng cấp thêm cái bộ đồi đĩa của xe. 1.5. Rất là cao cấp. Đằng sau sẽ được sử dụng cái bộ phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Tiagra. Cọc yên nhôm, yên đen cũng bản theo xe, cũng rất là mới. Đằng sau xe sử dụng với củ đề chính hãng Shimano Tiagra. Và xe được nguyên sử dụng với bộ group chính hãng của Tiagra. Duy nhất cái đồi đĩa của xe được người chơi nâng cấp thêm là đồi đĩa 1.5 của Japan. Rất là cao cấp. Trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng với Mayer của A-Class chính hãng nguyên bản theo xe. Vành nhôm 2 lớp. Đây, mẫu xe full carbon. Full carbon đường vân 3D nổi trên thể hiện trên khung xe luôn. Và sử dụng bộ tem phản quang. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe nhé. Và em đo chiều cao đứng của khung xe là size 50. 51. Vâng, thích hợp với các cao từ 1m63 đến trên 1m7. Chiều ngang size đứng của chiều ngang xe là size 50. Từ cọc yên đấy. Từ cọc yên đến ghi đông xe, của cốt xe. Thì các bạn là 1m63 đến trên 1m7 các nhé. Đây là dạng size M. Xe sử dụng nguyên một group chính hãng của Tiagra, đồi đĩa 1.5 chính hãng Japan. Trang bị 10 tầng lip. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Xuống lip. Và đây là mẫu xe dòng xe đua carbon bên em mới về. Dụng với 2 tầng đĩa, đồi đĩa 1.5 Japan. Lên đĩa, gạt đĩa cũng chính hãng của Tiagra. Vâng, bộ chuẩn động rất là trơn tru mượt mà. Các bác nhìn tổng thể xe lên full black, màu đen huyền bí. Với đường vân 3D rất là nổi bật trên khung hình các bác xem đây. Với bộ group xin chính hãng của Shimano Tiagra. Và đùi đĩa được người chủ cũng là gấp thêm, và đùi đĩa của 1.5 Japan. Và hiện nay xe giá rất tốt lên em luôn nhá. Xe máy giá mới từ trên 85 đến 90% xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe full carbon với đường nét vân 3D nổi bật trên khung xe, full black đen. Và xe bộ chuyển động full Shimano Tiagra, đùi đĩa 1.5 Japan. Và xe giá rất tốt lên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp các bạn trong ngày mai.